nhà thông yêu ơi. Rồi, cả nhà ơi, theo đơn đặt hàng thì chè của Thoa đã có. Thoa đã thức suốt đêm để nấu chè cho cả nhà đây. Hôm nay cả nhà đến ăn bánh xèo thì sẽ có chè ăn luôn đây. Bây giờ Thoa sẽ quay nha, Thoa sẽ quay chè. Nói chung là Thoa làm theo cái đơn đặt hàng của quý vị ủng hộ Thoa. Tất nhiên là Thoa làm giao xong rồi còn một ít lại cả nhà, còn một ít lại thì Thoa sẽ bán tại chỗ đây luôn đó. Bây giờ Thoa quay cho cả nhà xem nha, xem chè nha. Hôm nay thì sẵn là mình làm vài món chè luôn á cho cả nhà thưởng thức luôn đó nha cả nhà. Cả nhà chia sẻ like giúp Thoa nha. Ừ, chào Linh Nguyễn nè, chào em Phượng Nguyễn đó. Sẵn là làm luôn đó, mấy cái món chè giờ sẵn làm luôn á. Người ta đặt xong rồi Thoa nấu, Thoa giao rồi. Bây giờ còn lại một ít vậy đó, mỗi thứ một ít sẵn nấu hai. Cảm ơn Linh Nguyễn đó. Cho nên là bây giờ là còn lại như đây nè, ai ăn thì hả ghé ăn bánh xèo là có chè nha cả nhà. Đây cái phần này chuẩn bị sắp đem giao luôn nè cả nhà, sắp đem giao cho khách đặt mà ha. Rồi đây là chè bà ba, chè bánh canh đường thốt nốt nha cả nhà. Đó, đây là chè thân nha, đây là chè thân. Còn ở đây là cái chè đặc biệt của nhà Thoa là chè bà ba bánh xếp nha cả nhà. Đó, chè bà ba bánh xếp. Rồi, Thoa có trôi nước cả nhà, lâu quá Thoa không có làm trôi nước nhưng mà bữa nay là rảnh rỗi nên làm thêm trôi nước. Trôi nước này đủ màu nè cả nhà. Đó, trôi nước ngũ sắc nè cả nhà. Trôi nước ngũ sắc. Đó. Ai có ăn đặt chè mà cúng hay này kia nọ gì thì đặt trước Thoa nha. Đặt trước Thoa, Thoa sẽ làm cái chè. Nói chung là trôi nước cực lắm cả nhà. Đó. Đó. Một viên trôi nước như vậy á, là Thoa bán một viên như vậy á, là 12.000 một viên á cả nhà. 12.000 viên trôi nước vậy nha cả nhà. Đó, rồi đây là ỉ nè cả nhà. Đó, ngũ sắc nha. Đó, cái độ xanh này là để mình ăn chung với cái chè bà ba này nè cả nhà. Đó, nước cốt dừa nha cả nhà. Đó, nước cốt dừa. Đó, đó. Khách đặt thì Thoa nấu, khách đặt chè bánh canh thôi với là chè bà ba thôi, nhưng mà Thoa nấu thêm hai cái loại chè này nữa, nấu thêm hai cái loại chè này nữa để quảng cáo luôn để mai mốt có ai đặt trước nha. Thoa nói trước là chè Thoa không có nấu mỗi ngày được cả nhà, phải đặt trước và số lượng thì Thoa mới làm luôn á cả nhà, mới làm nha cả nhà. Tại vì cái công á, chè cái công nó cực dữ lắm cả nhà, rất là cực nha cả nhà. Đó, rồi ai tới ăn bánh xèo thì sẽ ăn chè luôn nha. Cảm ơn Ngọc Anh Trần nha, cảm ơn. Rồi, cảm ơn gia đình rất là nhiều. Hello em yêu. Hello em ăn tiên. Hello em yêu. Đó, chè nè cả nhà. Trời ơi, giỏi gì đâu, thì chị hồi nhỏ chị khoái chơi bài chòi lắm, chơi bài chòi nên chị hả biết chút vậy đó. Nhìn thèm quá chị ơi, vậy hả ăn tiên. Thương không? Thèm quá hả em. Đây, em về đi chị nấu cho em ăn nha. Rồi, đây là chè thân nè. Đó, chè này là chè thân nha cả nhà. Đó, chè thân. Nhìn thèm quá thương không. Rồi, đây là chè bánh canh nè cả nhà. Bánh canh miền Tây của mình á. Cả nhà bánh canh đường thốt nốt nè ha. Đó, rồi còn đây là chè đặc sản nhà Thoa là bánh xếp bà ba. Bà ba bánh xếp. Rồi, đây là trôi nước nè cả nhà. Đó, trôi nước ngũ sắc nha cả nhà. Trôi nước ngũ sắc thường thường thì mấy cái ngày ấy người ta hay cúng trôi nước nè cả nhà. Đó, mấy cái này là cả nhà đặt trước thì Thoa mới làm nha. Tại vì làm chè rất là cực, cực lắm cả nhà. Thấy vậy chứ đơn giản vậy thế nó rất là cực, nhiều cái công đoạn để phải chuẩn bị nữa. Mà nhất là những cái chè mà cả nhà thấy nó có mấy cái này nè. Đó, nó có mấy cái này là mình làm cực lắm. Mình phải lấy ấy bột, là lấy trùng rồi phải hả nặng nắng nó ra, sắc nó ra, nặng nắng nó ra đó cả nhà. Đó, nó cực lắm cả nhà. Đó, rồi cái muối mè này là để ăn chung với lại chè bà ba nè. Đó, ăn chung với chè bà ba với lại chè bánh canh nha cả nhà. Đó, chè bánh canh. Đó, thương em. Nhìn thèm quá. Hello con Gia Thắng. Có chè rồi nha, hôm nay có chè rồi nè. Có ăn thì qua ăn nha Gia Thắng ơi. Bây giờ đây, cái này là người ta giao nè. Thoa đặt người ta giao rồi, Thoa giao hồi sáng một mớ rồi cả nhà. Bây giờ còn lại bao nhiêu đây?
Còn lại dư là bao nhiêu đây thì để đây để bán cho cả nhà. Ai đến ăn bánh xèo thì có chè luôn nha. Có chè ăn tại chỗ luôn nha cả nhà. Số lượng có hạn nha. À, số lượng có hạn. Ngon quá cô, cảm ơn. Rồi chào con. Phúc từ tâm, Phúc Đức từ tâm chào. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào cả gia đình nha. Chào cả gia đình thân yêu rồi. Ai ăn bánh xèo, bánh khò? Con nhắn tin cho cô không được. Ủa sao vậy con? Sao nhắn tin cho cô không được? À, ai ăn chè thì đặt chè nha. Cả nhà đặt chè thôi, giao tới nơi luôn nha. Ủa hả? Lan ơi. Mi em ơi. Qua ăn lẹ đi, con đi giao đồ nè. Gì cũng lâu hết à. Rồi, người ta mới đặt 5 phần nè, cả nhà chè bánh canh. Hôm qua con tính lại rồi ạ, nhưng con bị cảm quá trời. Rồi, không sao con. Con bệnh thì không sao đâu, bữa khác qua cũng được mà. Ăn thử cái chè này coi, chè này nó béo nè. Ai mà thích ăn béo béo nè, có khoai lang nè, có táo đỏ nè, có đậu phộng nè, có đậu xanh, có đủ thứ hết cả nhà. Chung là chè mà chè thân, đây là chè thân. Đây là chè bà ba bánh xếp. Còn đây là chè bánh canh à, bánh canh miền Tây á, bánh canh bột sắt á cả nhà. Bánh canh bột sắt với lại cái gì ta à, đường thốt nốt. Thôi nấu với đường thốt nốt nha cả nhà. Rồi đây là chè trôi nước. Ai ăn cái gì chè trôi nước thì còn có nhiêu đây à. Thực ra thì chè trôi nước lại là chỉ làm thử ở nhà thôi, không có làm nhiều á cả nhà. Làm thử để chiều chồng con về con chưa chở không ăn. Ok con. Trời ơi, ăn giùm em. Rồi quay hình cho em coi, cho em nằm mơ ăn chè thương không. Hello em, ăn giùm em hả? Ăn giùm em. Chị nấu chè, chị nấu chè chị ngọt như cái chè luôn đó. Trời ơi. Rồi, ok em, ngon quá xá. Sao chị ăn được đây em? Dạ chị. Dạ. Con đi giáo này chứ không? Ba hòn đất của mày đó. Ba hàng đất, hòn đất. Rồi, đó cả nhà nước cốt dừa nha cả nhà. Đây nước cốt dừa nè, đó nước cốt dừa nha cả nhà đó. Rồi, chị sẽ ăn giùm. Cô Tiên nói ăn giùm em rồi quay hình cho em coi cho em nhầm ơn chị à. Ăn giùm. Trời ơi, chị ăn giùm hết hết mấy chén chè này luôn á hả? Ăn hết mấy chén chè luôn. Rồi chị sẽ ăn giùm. Giao kìa, giao cho chú Phong kìa. Vâng. Đọc mày lớn tiếng, mẹ, la gì rồi. Đâu. Cô ăn rồi. Ngon quá, cảm ơn con Tô Thảo. Cảm ơn con. Tại bữa nay khách người ta đặt chè, chè bánh canh nè cả nhà, rồi thôi nấu. Thôi nấu chè bánh canh với cũng có một số khách đặt chè này nữa nè, nên thôi nấu rồi sẵn thôi nấu luôn mấy cái món chè này luôn. Nấu thử chè lâu quá không có nấu. À, em chào chị Tiên xinh đẹp. Chị Tiên xinh đẹp dễ thương phải không? Chị Tiên vừa xinh đẹp vừa dễ thương vừa phúc hậu nữa nè. À, nhân hậu chứ. À, đây nè. Cái gì à, quên rồi cả nhà. Rồi một lát nữa Tiên ơi, em yên tâm đi, một lát nữa đó chị sẽ ăn một chén mê chè bà ba, nhìn thấy ngon quá vậy hả cưng. Chị á, là với anh Linh nè, anh Linh sẽ ăn một chén chè, Linh Vũ nó sẽ cầm một chén chè anh ăn, chị sẽ cầm một chén chè ăn, mỗi người ăn một thứ chè, sẽ quay cho em xem nha, để em gửi qua cho em, để em nằm mơ tối em thấy em ăn chè cho chưa. Dạ em chào chị Thanh Tiền Nguyễn, chào khoai tây nha, đó đó live stream bán chè cả nhà ơi. Đó bán chè, chè bà ba, chè thưng, chè thưng, chè bà ba. Hello em Mỹ. À, Mỹ ơi có chè rồi nè, Mỹ có lấy chè không, chị Thoa đem qua, chị Thoa xếp qua nha. Đây chè đó cả nhà, đó bài bản đàng hoàng nha cả nhà. Chè nào phải có muối mè ở trong đó, chè nào phải có đậu xanh trong đó luôn cả nhà. Đó đậu xanh nè cả nhà, thấy ngon không, rất là ngon nha cả nhà.
đó, cái hộp đậu xanh mà ta nấu nè cả nhà thấy không, rất là ngon luôn nha. Rồi ta quay lại sát mà đây là chè thân nha, đây là chè bà bá bánh xếp, bánh xếp bà bá đó, ai mà không có thích ăn này kia nọ đó, này là đó, ăn cái này không có ngán nè cả nhà. Rồi đây là chè trối nước ngũ sắc, ngũ sắc không ta, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, đúng rồi ngũ sắc này cả nhà, bốn màu với cái màu xanh nữa là ngũ sắc. Làm mà không biết có nhớ quên không, có nhớ là mấy màu đó. Rồi của chè thân hay chè bà ba chị em lộn hay loại này, đây là chè thân, cái này là chè thân nè nha, chè thân là nó có đậu phộng ha, chè thân nó có đậu phộng, còn chè bà ba là nó có đậu xanh với lại gì? Mà chè bà ba của chị là chị làm lạ hơn ta, chè bà ba của chị là chị làm về cho khách ăn không có ngán nè, chị làm mỗi một cái bánh xếp như vậy là nó có đậu xanh ở trong này luôn đó, đậu xanh ở trong này đó là chè bà ba của chị nha. Rồi ok em, đó chè bà ba. Còn cái này là chè thân, chè thân thì nó sẽ có là đậu phộng nè, khoai lang nè, rồi nấm mèo nè đó, rồi bột năng nè, rồi đậu xanh nè đó, chè thân nó đủ thứ hết á đó. Đó, khoai chỉ có làm khoai môn nữa, cái cắt miếng khoai môn chị bỏ vô nữa đó, khoai lang đó là chè, chè này là chè thân, cháu thèm chè thân. Ồ vậy hả con? Ồ đó, còn đây là chè bánh canh, bánh canh là cả nhà đó, bánh canh đường thốt nốt nha cả nhà, bánh canh đường thốt nốt đó, bánh canh đường thốt nốt ha, thèm quá đi. Thương em giờ này chưa ngủ nè Tiên, thấy thương. Chị canh like của em hoài vô không được, tức ghê, tức ghê. Canh like hoài mà cứ trễ hoài à. Canh like, canh em gái like mà cứ trễ hoài à. Sáng thứ bảy, sáng thứ bảy ở bên Việt Nam là tối thứ sáu bên em, đúng không em? Đúng không Tiên? Chị canh like vô like hoài không mấy, toàn xem lại không, toàn xem lại không à. Hôm bữa hổm sao hên quá, vô được lần bữa đầu, lần đầu tiên vô, lần đầu tiên rồi xem mấy ngày sau cái mấy tuần sau cái gì, mất tiêu. Sáng thứ bảy 11 giờ sáng, ok em, rồi chị biết rồi, ok vậy là chị biết rồi, ok em. Ủa mà sao mấy lần chị canh sáng thứ bảy mà không thấy ta, kỳ vậy? Sáng thứ bảy chị toàn xem lại không à, kỳ vậy? Rồi cảm ơn Nguyễn Yến Quanh nha, bên em là tối thứ sáu rồi, bên em tối thứ sáu sáng 11 giờ thứ bảy rồi chị biết rồi, để chị canh chị xem like thôi. Vô bữa hơn vô được có một bữa like đầu tiên thôi, mấy lần sai sao toàn là coi trễ không, còn phải xem lại không. Ok em yêu, em giữ gìn sức khỏe nha, chị nào về Việt Nam chị em mình gặp nhau nha, gia đình mình gặp nhau một bữa nha. Gặp nhau nhiều bữa chứ bữa gì. Gặp nhau nước cốt dừa nha cả nhà, nước cốt dừa đó. Rồi cả nhà ơi, giờ này là bánh xèo bánh khọ có luôn rồi nha cả nhà. Hôm nay là thôi bán sớm một chút xíu, tại vì cũng sớm giờ đâu, 2 giờ mấy rồi á cả nhà. Nãy giờ rồi dọn ra lâu rồi cả nhà, gặp nhau ôm thấm thiết nhé. Ok chị bán một chén là bao nhiêu tiền? Chị bán 25.000 chén em, 25.000 đồng Việt Nam một chén, 25.000 một chén to như vậy nha, chứ phải chén nhỏ xíu nha cả nhà. Chè trôi nước là chị bán theo viên em ơi. Đó, đây một cái chén to như vậy nè cả nhà. Đó, đây đều có chén to như cả nhà. Trôi nước là chị bán 12.000 một viên em. Đây, 12.000 một viên trôi nước như vậy. Và mình kèm theo vài hộp ỉ cho người ta đó, vài viên ỉ nha, kèm theo vài viên ỉ cho khách đó. Vài viên ỉ cho khách. Chè này cũng cực lắm nè, trôi nước nè, cực đó cả nhà. Lấy trùng rồi bắt đầu là ấy bột ra, rồi bắt đầu là phải hả nhân bỏ vô, rồi hả dò ỉ nữa, trời ơi, cực cực. Mà thêm màu nữa nè cả nhà thấy không,
màu nè. Đó, cái này là gấc nè cả nhà, màu gấc nè cả nhà. Đó, rất là ngon. Cái này là lá dứa nè. Đó, lá cẩm nè cả nhà, màu tím là lá cẩm nha. Đó, chính là lá cẩm. 25k một chén chè, mãi vô, mãi vô. 25k một chén chè, mãi vô, mãi vô cả gia đình ơi. Alo, dạ nghe. Chè, chè là 25.000 một chén. Nói với chú Phong là hôm bữa mẹ chưa có lấy tiền chè kia nha. Năm chén kia mẹ. Ờ vậy hả? Thôi con để đi, có gì tính sau. Ừ, 25.000 á, hỏi chú Liệt trả luôn đi. Ừ. Hai mươi lăm là 125.000 năm chén, còn cái năm chén bữa hổm là chưa có tính tiền ha. Hôm bữa hổm á, ừ 125.000, còn bữa là chưa có tính nha. Yeah. Hả? Cái vé gì trời? Ừ thôi đưa 230 đi, thiếu lại 20, không thiếu lại chị 20 cũng được. Ok. Rồi. Alo. Làm mấy món này là cực lắm, em giỏi ghê. Dạ em cảm ơn chị, em cũng không giỏi gì đâu chị ơi. Tại hồi nhỏ em thích chơi bà chòi đó, chơi bán hàng, chơi bà chòi, chơi nấu này nấu kia. Nói chung là em cũng có cái đam mê thích nấu nướng á. Rồi cái có người phụ nữa chị. Đập cẩm đá hả? Trời ơi, mệt đó. Nấu thêm cái món xương sa hột lụ. Cái gì đó xương sa hột lụ. Xương sa hột lụ chè đá là bán xương sa hột lụ nè. Với lại cái gì bánh lọt, cái bánh lọt xương sa hột lụ đó. Tính nấu cái món đó bán đó mà. Xương sa hột lụ bánh lọt đó. Món đó là món đá đó, ăn đá đó cả nhà. Đó. Tính nấu món đó hoặc là chè, hoặc là nấu món chè xăm bổ lượng. Bữa nào chị về Sài Gòn ghé ăn phải 4 chén mới được. Chị ơi, em nói chị nghe nè, chè đó là em không có nấu mỗi ngày đâu nha chị. Em không có nấu mỗi ngày. Em chỉ đặt nhận đơn, order nhận đơn của khách. Rồi cái số lượng em chốt, số lượng mà em nhắm, em bán như vậy là ok thì em bỏ công ra em làm. Chứ mà em làm sẵn rồi bán ế á. Bán mà không hết á. Rồi khổ, không được. Tại vì đó, cái này bữa nay người ta đặt đơn em, mấy bữa nay em làm xong rồi bắt đầu sẵn vậy, cái em làm luôn, dư ra chút xíu để em bán tại quán thôi. Chứ còn mỗi ngày là em không có làm mỗi ngày chị, tại vì sáng em phải dậy rồi cái em đi bán, em đi chợ búa, em đi mua tôm, mua thịt về làm bánh xèo á chị. Này kia nọ về rồi rửa rau, rửa đồ, rồi pha bột đủ thứ, nó cũng mất hết một suốt cái thời gian rồi. Cái này là em nấu tối á, tối khuya là em về em nấu á. Dạ. Cho nên là chị ghé mà có không có ăn, không có thấy bữa nào mà em nấu chè thì đừng có buồn nha. Hên xui nha chị. Dạ. Dạ hên xui nha chị. Em mà có nấu chè đó thì thường em không biết, nhưng mà nấu chè thì chắc nên nếu mà nấu mà bán thường xuyên thì em chỉ có nấu được chè đá có thể là em sẽ nấu xăm bổ lượng rồi đó thì được, và thêm xăm bổ lượng thì ok đi chị. Ok, chè thương bao nhiêu chén hả con? Cái nào cũng 25.000 hết đó con. Cái nào cũng 25.000 một chén hết, nhưng mà chỉ có trôi nước là cô bán 12.000 một viên thôi. Đó, trôi nước là cô tính riêng nha con, trôi nước thì cô không có tính. Gì kỳ vậy trời, nói ai kỳ. Bữa nay sáng giờ bánh xèo ế nè cả nhà. Bánh xèo. Hiện ngày đó chị về gặp nghe có chè. Dạ. Dạ em hy vọng ngày đó chị ghé có chè ăn. Ăn đi. Thôi. Ăn đi. Hello con Thanh Phong Đỗ. Ý là còn bao nhiêu chén? Trời ơi, con mở hết cho cô luôn hả? Thương con vậy. Trời ơi.
Thương con vậy, con ủng hộ kiểu đó là con mắc nợ chết luôn á, mắc nợ con kiếp này á. Hello con Thanh Phong Đỗ. Trời ơi con ơi, không biết nữa, bây giờ là cô múc ra thôi chứ giờ cô không có đo được là bao nhiêu chén nha. Cái này là cô chỉ múc ra, múc ra chén mình mới biết là bao nhiêu chén, còn cái này cô chưa có múc nên cô không có biết đó con. Cô không biết bao nhiêu chén, phải múc ra mình mới biết nó còn bao nhiêu chén đó con, cô không có nhắm được. Nói chung là mình không có chuyên nghiệp đó, nên cô không có nhắm được là bao nhiêu đây chè là bao nhiêu chén chè đó. Cái này chắc cũng cỡ không tới chục chén đâu, còn cái này chắc gần chục chén nè đó. Chờ cho nước thì về chạy như còn có hai chén đi, còn cái này chắc cỡ khoảng năm sáu chén, sáu bảy chén vậy đó. Còn bao nhiêu cô tặng ai dùng thưởng thức nha cô. Trời ơi Thảo ơi, Thảo ơi, con làm cô mắc nợ con đó nha, con ủng hộ cô kiểu này là cô mắc nợ con kiếp này á. Trời ơi Út Linh, xếp Thủ Đức không được đâu con ơi, chè mà đi xếp Thủ Đức, chè xếp Thủ Đức khổ xa quá con ơi. Thật sự con á, có thể con bóc gáp lại đây đi thì được, con tự bóc gáp đi rồi cái gáp tới đây lấy rồi tự con trả tiền ship cho gáp này kia nọ. Chứ còn mà cô đi ship chắc khó, tại vì lúc này cô cũng bận á, cô cũng bận á, với lại trời mưa gió đó đó con. Chè bao nhiêu một phần? Dạ 25.000 Diệp Khanh Nguyệt à, 25.000 một phần. Dạ 25.000 một phần. Trời thương, không có gì cô ơi, tấm lòng của cháu gửi đến mọi người hát cô. Trời ơi mạo hết luôn hả, con mạo hết chè luôn hả? Phát hả, mở xong đi phát phải không? Rồi ok, nếu như vậy thì cô sẽ ra chén hết, coi được bao nhiêu chén rồi cô sẽ báo với con nha. Cô sẽ báo cái số lượng chén cho con, xong rồi cô sẽ đi phát nha. Cô sẽ đi phát cho mọi người, ai thích ăn chè mua hết tặng cô nhé. Rồi cảm ơn con, trời ơi cảm ơn con rất là nhiều, cảm ơn con. Rồi cả nhà ơi, ăn bánh xèo đi cả nhà, trời thương không. Mở hết, mở hết, trời đứa động lực ghê, chắc nấu chè mỗi ngày quá cả nhà. Nấu chè mỗi ngày quá. Ai đây, ai đây? Alo, 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 em nói đi, alo em nói đi. Rồi 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 rồi, để chị kêu con đi qua lấy nha em ha. Rồi 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 rồi, rồi ok em. Rồi rồi 3 giờ đi em, 3 giờ 3 giờ mấy thì nó chạy qua ha em ha. Rồi rồi ok em. Rồi. Lên lầu 5 chứ không? Lầu 5 chứ không? Alo. Em ơi. Rồi rồi rồi, em số này rồi. Ok ok. Ok. Con ơi. Vũ ơi, con đi lấy cái thẻ gì kìa con. Con hẹn người ta 3 giờ, giờ này con còn rề rề. Ừ, chào em, chào Thanh Anh Nì nha, chào Thanh Anh Nì. Rồi, cảm ơn con Tô Thảo đã mạo hết chè cho cô. Ừ, biết không, cái chỗ liền kiện á, có cái sành đó, lớn thiệt lớn á. Con cầm điện thoại này, con gọi cho người ta nè. Con ơi, cầm cái điện thoại nè. Rồi, cô cảm ơn con Tô Thảo nhiều. Không, đi vô cái thẻ thôi, nó họ sẽ tư vấn cho con, hiểu không? Rồi. Rồi cảm ơn đại gia đình, cảm ơn cháu Tô Thảo đã ủng hộ mạo hết chè của cô, cảm ơn rất là nhiều. Rồi bye bye cả nhà nha, giờ thôi làm công việc người có khách, bye bye cả nhà, bye 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 cả nhà, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ, an lành, may mắn, hạnh phúc. Bye bye em Thanh Anh Nhỉ, bye bye em Văn Tiên, bye bye con Tô Thảo, bye bye chị Qua, bye bye tất cả mọi người, bye bye.